Hello, xin chào toàn thể nhé, shop điện tử công nghệ cao hotline 0865 618 226. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người về cái dòng sản phẩm máy dâm ngụy trang hình trước bút bi bạn nhé. Đây, đây cái mẫu sản phẩm máy dâm bút bi bạn nhé. Đây, mình sẽ mở sản phẩm ra. Đó. Thì đây là một bộ sản phẩm đầy đủ các mua hàng trước máy dâm ngụy trang trước bút bi nhé. Thứ nhất là sẽ gồm có một chiếc bút dâm này. Đó, chiếc bút dâm này thì nó như một chiếc bút bình thường thôi, kích thước nó chỉ to bằng ngón tay út của mình thôi bạn nhé. Đó, nó không to như dòng bút camera. Đó, và cái mẫu này thì nó vẫn có thể viết được như bình thường nhé. Đó, các bạn sánh ngòi các bạn viết như bình thường. Đó, viết như bình thường nhé. Đó, thì kèm theo sản phẩm thì sẽ gồm có một dây cắm sạc này, cũng là dây kết nối vào máy tính luôn nhé. Đó, nó là dây cắm sạc Samsung thôi. Đó, và một đây là 5 cái ngòi bút này, và đây là cái tô vít để các bạn có thể xoáy để thay ngòi bút nhé. Một dây cắm tai nghe, là khi mà các bạn ghi âm xong thì các bạn sẽ cắm tai nghe vào để nghe nhé. Cắm tai nghe vào để nghe, là các bạn có thể cắm dây kết nối vào máy tính để các bạn có thể nghe lại. Đó, và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất nhé. Thì ở trong này có rất là chi tiết rồi, kèm theo cả thông số kỹ thuật của cái máy âm luôn. Đây. À, thông số kỹ thuật của máy bút bi của đây các bạn nhé, nó rất là ok. Đó, thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm máy dâm ngụy trang chiếc bút G5 này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline của mình đây. Và các bạn đăng ký kênh Vinh Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi mà các bạn đăng ký kênh Vinh Đăng Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB, đơn vị mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người. À, trong máy dâm cho mọi người về, các bạn chỉ cần cắm dây kết nối vào máy tính là dùng thôi. Đó, thì sử dụng một chiếc bút dâm này thì cũng giống như cái mẫu dâm trước cúc áo thôi, mà là những cái dòng máy dâm chuyên dụng thôi bạn nhé. Đó, thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số nút chức năng ở trên chiếc máy dâm ngụy trang trước bút G5 này, và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết. Đó, bên trên này các bạn sẽ được có một cái nút bấm này, nút này sẽ là nút để các bạn có thể bật tắt nguồn nhé. Thì đối với cái mẫu bút ghi âm này thì khi mà các bạn bật nguồn lên thì nó sẽ là ghi âm luôn, còn khi mà các bạn tắt nguồn đi nó sẽ là lưu file ghi âm nhé. Đây sẽ là cái lỗ báo đèn của máy ghi âm này. Và đây sẽ là cái tay này bạn có thể là cài vào áo nhé. Và đây sẽ là để các bạn vẫn có thể viết được như bình thường, các bạn xoáy ngòi ra. Đó, tiếp theo thì bây giờ các bạn sẽ xoáy một lửa ra, xoáy lửa bút ra này. Thì ở bên dưới này sẽ là cái phần ngòi bút này, ở bên trên này sẽ là chân cắm sạc này, cũng như đây sẽ là khay cắm thẻ nhớ của cái máy ghi âm trước bút viết nhé. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc thẻ nhớ là 32GB thì mình sẽ gắn vào. Đó, các bạn sẽ gắn vào như này. Đó, sau mình sẽ xoáy nguồn vào thôi. Đó, này thì không ai có thể phát hiện ra được đây là một chiếc bút ghi âm nhé. Đó, thì để sử dụng một chiếc này thì nó cũng rất đơn giản thôi, các bạn chỉ cần bật dính liền vào nút nguồn này. Đó, bắt đầu có đèn sáng lên thì các bạn bỏ tay ra. Đó, bỏ tay ra như này thì thiết bị nó sẽ chớp chớp đèn màu hồng 3 lần, sau đó sẽ chớp chớp đèn màu đỏ 3 lần tắt đi. Đó, như này thiết bị đang bắt đầu ghi âm nhé. Đó, thì khi mà ghi âm thì các bạn có thể cài vào trong túi áo ngực này, các bạn cài vào trong túi quần để có thể ghi âm xung quanh. Thì phạm vi ghi âm này sẽ được khoảng tầm 8 đến 10 mét nhé, nó rất là xa. Đó, cũng như là cái mẫu này nó sẽ hỗ trợ là lọc âm là 4.1, nên là khi mà ghi âm xong thì nó rất là ok bạn nhé. Đó, ghi âm nó có lọc âm rất là tốt. Đó, đây với các bạn muốn kết thúc cái đoạn ghi âm này thì các bạn chỉ cần dính liền một lúc nguồn này, bao đèn đỏ sáng lên thì các bạn có thể ra. Đó, như này thiết bị sẽ chớp chớp 3 lần tắt đi, như này là thiết bị đã lưu được một file ghi âm rồi. Đó, bây các bạn muốn ghi âm một file tiếp theo thì các bạn sẽ dính liền tiếp, mà đợi đèn đỏ sáng lên thì các bạn bỏ tay ra. Đó, các bạn bỏ tay ra như này. Đó, thì thiết bị sẽ chớp chớp đèn 3 lần, sau đó sẽ chớp chớp đèn màu đỏ 3 lần tắt đi. Đó, như này thiết bị đang bắt đầu ghi âm một file tiếp theo là file ghi âm thứ hai. Thì đó, thì khi mà các bạn ghi âm thì các bạn có thể là vừa ghi âm vừa viết được như bình thường nhé. Này, các bạn mới có thể viết như này. Đó, rất là tiện lợi. Đó, mẫu này thì những anh chị làm phóng viên, cũng như là anh chị làm công an, cũng như là những anh chị mua bất động sản ấy, giao dịch bất động sản mua cái mẫu bút ghi âm này rất là nhiều bạn nhé. Thì những anh chị nào có nhu cầu cần về những cái giao dịch cũng như là đi bắt trộm bắt cướp thì có thể tham khảo cái mẫu bút ghi âm này nhé, rất là tiện lợi. Đó, mình sẽ lưu file ghi âm này vào này. Đó, thiết bị sẽ sáng đỏ lên thì các bạn bỏ tay ra, nó sẽ chớp chớp 3 lần, khi mà tắt đi nó sẽ chớp chớp 3 lần nhé. Đó, như này thiết bị đã lưu cho các bạn được hai file ghi âm rồi. Bây các bạn muốn nghe lại hai file ghi âm này thì sẽ có hai cách để các bạn có thể nghe nhé. Đó, cách thứ nhất là bạn sẽ cắm tai nghe vào. Đó, cắm chân cắm tai nghe vào như này.
Thì khi mà các bạn cắm chân cắm tai nghe vào như này nhá, thì các bạn vẫn chưa nghe được luôn đâu. Các bạn sẽ cần phải dí liền vào nút nguồn ở bên trên này để bật nguồn lên nhá. Đó. Thì khi mà các bạn bật nguồn lên như này, bật lên như này thì nó mới đang phát bằng tai nghe. Đó, còn khi mà không bật nguồn lên thì nó sẽ không phát bằng tai nghe nhá. À, mình sẽ dí liền nút nguồn để tắt đi này. Đó, nghe này, tắt đi. Đó, còn sau đây mình sẽ cắm vào trong máy tính mà test cho mọi người cái chất lượng nghiêm ở trên máy tính nhé. Đây. Đây, mình sẽ cắm vào trong máy tính. À, mình sẽ quay cao cái máy tính lên cho mọi người xem. Đó, thì đây là kênh YouTube của mình bạn nhé, kênh Camera Quay Nén Naui này. Thì ở trong kênh YouTube này của mình thì mình có đăng tải rất là nhiều video về máy ghi âm này, cũng như là camera ngụy trang, mà camera siêu nhỏ, máy định vị có dây, máy định vị không dây. Thì các bạn có thể truy cập trong kênh YouTube của mình, tham khảo những cái mẫu sản phẩm mà mình đã đăng trên này nhé. Đó, rất là nhiều mẫu. Đó, tiếp theo thì mình sẽ vào máy có motor này, ổ e, một record này. Thì ở đây sẽ là hai cái file ghi âm mà rồi mình đã test cho các bạn này, đây mình sẽ test cho mọi người. Đèn màu đỏ 3 lần tắt đi. Nó như này thiết bị đang bắt đầu ghi âm nhé. Nó thì đó, khi cái mà ghi âm các bạn cài vào trong túi áo ngực này, các bạn quà cài vào trong túi quần để có thể ghi âm xung quanh. Thì phạm vi ghi âm này sẽ được khoảng tầm 8 đến 10 mét nhé, là rất là xa. Nó cũng như là cái mẫu này nó sẽ hỗ trợ lọc âm là 4.1 nên là khi mà ghi âm xong thì nó rất là ok bạn nhé. Ghiêm nó có lọc âm rất là tốt. Thời gian nó chạy đây. Đó, các bạn muốn kết thúc cái đoạn ghiêm này thì các bạn chỉ cần dí liền một nút nguồn này, bao đèn đỏ sáng lên. Đó, đây là file ghiêm thứ nhất đấy. Tiếp theo này mình sẽ mở được bạn là file ghiêm thứ hai. Đó, 3 lần tắt đi. Đó, như này thiết bị đang bắt đầu ghiêm, một file tiếp theo là file ghiêm thứ hai. Thì đó, thì khi mà các bạn ghiêm thì các bạn có thể là vừa ghiêm vừa viết được như mình dần nhé. Các bạn muốn có thể viết như này. Đó, rất là hiện đại. Thì những anh chị làm phóng ăn cũng như là những anh chị cái mẫu này tua được nhé. Khi mà bạn ghi âm ở trên máy tính như này thì các bạn để tua được này, nó tua nhanh cũng như tua chậm này là hết này. Mình sẽ lưu file âm này bạn. Đó, đây là hai cái file âm mà rồi mình đã test cho các bạn. Bây các bạn muốn xóa tất cả những file âm đi, bạn sẽ bôi đen vào này, kích chuột phải, chọn Generate, chọn Yes là sẽ xóa tất cả những file âm đi. Chọn một chiếc máy tắt cái màn hình xuống này. Đó, thì vừa rồi mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cái cách sử dụng chi tiết của chiếc máy ghi âm ngụy trang, chiếc bút bi có mã là G5. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm máy ghi âm ngụy trang này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0865 618 226, cái bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn. Video là mình xin kết thúc tại đây. Xin chào mọi người ở những video clip sau.